Tin sau đây cho hay thống đốc Gavin Newsom ân xá cho một người đàn ông gốc Việt tránh bị trục xuất về Việt Nam. Thưa quý vị, vào hôm thứ Tư, ngày 7 tháng 8, thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom ban lệnh ân xá cho một người di dân Việt Nam. Ông Quốc Nguyễn, 37 tuổi, đối mặt với bản án bị trục xuất về Việt Nam, là một trong 7 người được ân xá. Ông Quốc định cư tại Hoa Kỳ, năm 10 tuổi. Vào năm 2004, thì ông bị kết án 7 năm tù vì tấn công người khác với vũ khí nguy hiểm. Sau khi được thả ra, thì ông chưa hề bị bắt giữ lại lần nào. Thay vào đó, thì ông Quốc tìm được một công việc và có một cuộc sống ổn định. Ông phải chăm sóc người mẹ già và hỗ trợ cho bạn gái hoàn thành khóa học ngay tại trường y tá. Ngoài ra, vào tháng 5 năm nay, Thống đốc Newsom cũng đã quyết định ân xá cho hai người đàn ông Cambodia đối mặt với việc bị trục xuất. Vào năm ngoái, thì cựu thống đốc Jerry Brown cũng đã ân xá cho 5 người tị nạn Cambodia khỏi việc trục xuất. Vào tháng 3 năm nay, Thống đốc Newsom ký lệnh hành pháp để tạm cấm thi hành án tử hình đối với hơn 700 người tử tù của tiểu bang California. Vào hôm thứ Tư, ngày 7 tháng 8, Thống đốc cũng ân xá cho 6 người với bản án hơn 15 năm, trừ một người với bản án ngắn hơn do phạm tội liên quan đến ma túy cấp thấp. Và trong số đó có bà Susan Burton, 67 tuổi tại Los Angeles, đã phạm tội buôn bán ma túy trong khoảng thời gian từ năm 1980 cho tới năm 1990. Bà bắt đầu sử dụng và bán ma túy sau khi đứa con trai 5 tuổi thiệt mạng vì đã bị một chiếc xe cảnh sát đâm chết. Bức thư tố cáo quận Cam và viên chức của thành phố Westminster chống lại luật trú ẩn của tiểu bang California. Vào hôm thứ Hai 5 tháng 8, một liên minh 25 người, bao gồm những người Mỹ gốc Việt, người Hoa Kỳ gốc Á, người di dân, sinh viên và các tổ chức dân quyền vừa công bố một lá thư. Bức thư này tố cáo các viên chức chính quyền quận Cam vì cấu kết với chính quyền Tổng thống Trump chống lại luật thành phố trú ẩn của tiểu bang California. Luật này nghiêm cấm các cơ quan cảnh sát địa phương và tiểu bang sử dụng nguồn tài nguyên của họ để thực thi luật di dân liên bang. Một bản sao của bức thư được dịch sang tiếng Việt và được gửi đến Hội đồng Giám sát quận Cam, đại diện là giám sát viên người Mỹ gốc Việt Andrew Đỗ. Một bản sao khác được gửi cho Hội đồng của thành phố Westminster, đại diện là thị trường người Mỹ gốc Việt Tạ Đức Trí. Vào tháng 3 năm 2018, Hội đồng Giám sát bỏ phiếu 4-0 trong vụ kiện liên bang phản đối luật trú ẩn của tiểu bang California. Giám sát viên Andrew Đỗ không có mặt tại buổi bỏ phiếu. Ông từng làm nhiều nhà hoạt động thất vọng vào năm ngoái khi đột ngột kết thúc một diễn đàn hợp tác công khai giữa Sở Cảnh sát quận Cam với các cơ quan di dân liên bang. Vào tháng 4 năm 2018, Hội đồng của thành phố Westminster bỏ phiếu quyết định gia nhập quận Cam ủng hộ vụ kiện do thành phố Huntington Beach kiện để phản đối đạo luật SB 54. Thưa quý vị, đạo luật SB 54 là một trong số nhiều đạo luật được chính quyền của tiểu bang California ban hành nhằm bảo vệ người di dân bất hợp pháp đang sinh sống tại nơi đây. Tin sau đây cho hay hủy mua thịt heo của Hoa Kỳ, Trung Cộng nhắm mắt và gom thịt heo trong mùa dịch tại Việt Nam. Theo như tờ báo Việt Nam Net ngày 9 tháng 8 năm 2019 loan tin, sau khi Trung Cộng ra quyết định hủy mua 14.700 tấn thịt heo của Mỹ, thì cộng với việc đàn heo nước này đang bị dịch heo châu Phi tấn công, làm cho 200 triệu con heo phải mang đi tiêu hủy, chiếm 30% số lượng heo trong cả nước, đã khiến cho nguồn cung tại loại thực phẩm này tại Trung Cộng đã bị thiếu hụt trầm trọng. Để bù đắp cho sự thiếu hụt thì Trung Cộng buộc phải tìm nguồn thay thế và Việt Nam là một trong những nguồn mà Trung Cộng đang hướng đến, bất chấp việc các đàn heo ở Việt Nam cũng đang mắc bệnh dịch heo châu Phi nhiều tháng nay. Ông Nguyễn Văn Duy là một tay chuyên mua thịt heo ở tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ năm 2017 cho đến nay, Trung Cộng đã không nhập cảng thịt heo Việt Nam qua đường tiểu ngạch nên heo hầu như là không bán được sang nước này. Tuy nhiên thì nay các đầu mối của Trung Cộng lại tăng cường thu mua thịt heo của Việt Nam, không chỉ mua heo nguyên con mà họ còn mua cả thịt heo đã được xẻ miếng ra. Ngoài việc thu mua thịt heo bất chấp về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, mà các tay buôn Trung Cộng cũng đã tăng giá thu mua đối với mặt hàng này từ 2.000 lên tới 6.000 đồng cho 1 kg. Trong một diễn biến khác, thì dịch heo châu Phi đã xuất hiện tại 62 tỉnh thành của Việt Nam, đã khiến cho 4 triệu con heo phải bị tiêu hủy và nhiều người lo lắng trong thời gian sắp tới, Việt Nam cũng thiếu nguồn cung thịt heo. Trước tình thế này, thì trong thời gian qua, các loại hải sản và thịt heo của Mỹ đã được nhập cảng vào Việt Nam khá nhiều. Và thịt heo Mỹ không chỉ được người dân Việt Nam lựa chọn vì tâm lý hướng ngoại, mà còn vì giá rẻ hơn là thịt heo của Việt Nam. Thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 8 cho đến ngày 4 tháng 8 năm 2019, ngày Thánh Mẫu lần thứ 42 năm 2019 với chủ đề
Thiên Chúa ở cùng mẹ do tỉnh dòng mạch Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ tổ chức tại Carthage, Missouri, Hoa Kỳ. Phóng viên Thái Phạm tường trình sau đây. Thái Phạm xin kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 8 năm 2019, Thái Phạm hiện đang có mặt tại tỉnh dòng Đồng Công, Missouri, Hoa Kỳ. Và chúng tôi gửi đến quý vị những hình ảnh của ngày Thánh Mẫu Marian Day 2019 với chủ đề Thiên Chúa ở cùng mẹ, hợp với Giáo hội Việt Nam trong năm thứ ba, mục vụ đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Sau đây là một vài hình ảnh của ba ngày sinh hoạt Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 42 năm 2019 tại tỉnh dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Hoa Kỳ. Nhân dịp lần thứ 42 của cái Đại hội Thánh Mẫu này, cha là giám tỉnh mới, thì xin cha chia sẻ cho chúng con biết chung qua về cái đề tài mới của cái Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 42 này ạ. Dạ vâng, cái đề tài này là chúng do ban tổ chức ngồi lại để ra là nhìn vào thế giới ngày nay, cũng như là thấy gia đình là nền tảng của xã hội cũng như là của giáo hội, nhưng thấy cũng những cái tệ nạn của xã hội đang làm cho mất đi cái nền tảng gia đình đó, cho nên là ban tổ chức cũng đã chọn cái câu là Thiên Chúa ở cùng mẹ, thì muốn nói lên cho tất cả gia đình, mặc dù những gặp những khó khăn trong cuộc sống, nhưng mà nếu mà chúng ta giống như Đức Mẹ tin vào lời Chúa nói là Thiên Chúa ở cùng mẹ, thì chúng ta sẽ Thiên Chúa cũng ở cùng chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ vượt qua những khó khăn và rồi chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp xã hội cũng như là giáo hội. Và nhất là đặc biệt cái năm nay là chú trọng đến là cùng đồng hành với Giáo hội Việt Nam trong cái việc mục vụ cho gia đình, nhất là những gì đau khổ tại với quê cây nhà. Vâng, cũng hơn 40 năm đã có Đại hội Thánh Mẫu, nhưng mà chúc hồ đi cũng chắc cũng gần 10 lần á. Mỗi lần đến đây là đều có một cái cảm giác đưa mình về một cái khung trời kỷ niệm. Kỷ niệm từ những ngày còn nhỏ mình đi học trường đạo, rồi khi đi vượt biên, rồi có Đức Mẹ hằng cứu giúp che chở, cho tới những ngày đặt chân trên nước Mỹ mồ côi một mình, nhưng mà cũng được gọi là sự giúp đỡ của nhiều người ân nhân ở Hoa Kỳ, cho nên mới được ngày hôm nay. Cho nên mỗi lần về đây đều có một cái gì đó nó cho mình đi ngược lại thời gian, và mình cảm ơn đất nước Hoa Kỳ, dĩ nhiên là Đức Mẹ và Chúa thì lúc nào cũng trong cái sự suy nghĩ của mình, trong những lúc mà mình bình an cũng như là lúc mà mình cảm thấy không được bình an. Đời sống chúng ta cần có niềm tin, thì mỗi lần về đây thì niềm tin mình vững hơn. Chúc Hồ lần này cầu nguyện nhiều hơn, cầu nguyện với Đức Mẹ là ngay cả những lúc mình mà có mất niềm tin thì cũng xin Đức Mẹ có những lời hướng dẫn mình, để mà dẫn dắt mình, để mà mình thực hiện được những cái lời hứa mà mình hứa với Đức Mẹ trong cái bài mà Mẹ Tình Yêu Đức Hồ có viết là chọn đời hiến dâng để sống với cuộc sống cho tha nhân. Thì đời sống càng ngày càng khó khăn, công việc càng ngày còn khó khăn, không biết là mình sống cho tha nhân được bao nhiêu lâu, nhưng mà cố gắng Đức Mẹ giúp đỡ thì chắc là cơ hội cho Chúc Hồ được phục vụ cho tha nhân đúng theo cái lời hứa của mình được cho tới ngày mà mình rời khỏi nơi này. Nhân đây thì xin cha chúc lành cho những khán giả của đài SBTN mà không đến dự được cái ngày Thánh Mẫu này ạ. Dạ vâng, thưa kính khán giả, nếu mà không đến được thì chúng tôi xin quý vị biết rằng là chúng tôi sẽ luôn luôn cầu nguyện cho quý vị trong những thánh lễ cũng như những buổi giờ chầu cũng như là cầu nguyện ở đây trong những ngày Thánh Mẫu sắp tới, và chúng tôi cũng xin quý vị hiệp ý với chúng tôi cầu nguyện cho những sinh hoạt của ngày Thánh Mẫu nó diễn tiến tốt đẹp, để chúng ta mặc dù ở đâu đi nữa chúng ta cũng một lòng một ý để tôn thờ Chúa và sùng kính lòng Đức Mẹ. Thái Phạm xin kính chào quý khán thính giả. Xin cảm ơn phóng viên Thái Phạm. Và thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin được gửi quý vị một phóng sự rất là thú vị tại miền Nam California.
Nhạc country hay là nhạc đồng quê là loại nhạc của người Mỹ xuất hiện từ những năm 1920 ở miền Bắc của nước Mỹ. Xin mời quý vị theo dõi sau đây. Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, nhạc country hay còn gọi là nhạc đồng quê là loại nhạc đặc trưng của người Mỹ xuất hiện từ năm 1920 ở miền Bắc nước Mỹ. Hiện nay, chương trình nhạc đồng quê tại Hoa Kỳ được tổ chức ngoài trời ở nhiều nơi trên nước Mỹ, được rất đông người yêu thích loại nhạc này đến tham dự. Có lẽ nhạc đồng quê và nhạc quê hương Việt Nam đều có một điểm chung là những giai điệu dễ nghe, dễ thuộc, nhẹ nhàng. Nó bắt nguồn từ hơi thở của cuộc sống giản dị của những chàng ca bồi mũ rộng, nghêu ngao hát trên lưng ngựa của những người nông dân làm ăn chắc phát, ẩn chứa đằng sau những lời ca ngợi tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương, nên nhiều người Việt Nam ưa thích loại nhạc này. Vũ Nhân kính mời quý vị chia sẻ những tâm tình sau đây. Ngày hôm nay em cảm thấy rất là vui vì được tham dự một cái chương trình country music của những người Mỹ tổ chức. Mình biết được văn hóa của người Mỹ, tại vì mình sống trên nước Mỹ thì mình nên hòa nhập thêm với lại những văn hóa của người Mỹ. Và khi mà tham gia như vậy và dress up giống như cowboy thì mình thấy mình có thể hòa nhập vô được cái văn hóa phong tục của người Mỹ. Khi mà mình nghe họ hát những cái bài nhạc country music thì mình cảm thấy rất là vui và rất là sôi động, và mình muốn nhảy theo những cái điệu nhạc đó. Giống như là mình lên cái culture của người Mỹ, cái văn hóa của họ, thấy cũng rất là hay, thấy sôi động. Mình học thêm được nhiều về cái văn hóa của người Mỹ, mình có thể vui và sôi động cùng với họ. Điều khác nhau mà em thấy giữa chương trình ca nhạc Việt Nam á, là người Mỹ họ đứng lên và họ nhảy và họ sôi động nhiều hơn. Còn nhà Việt Nam của mình thì có thể là nghiêng về nhạc thính phòng, và mình thường là mình thích ngồi xuống để mình lắng nghe những cái âm điệu của ca nhạc Việt Nam của mình. Dạ vâng, nói với một cái cách mà họ tổ chức thế này phải nói là rất là đặc biệt, tại vì cái không khí ngoài trời làm cho mọi người cảm thấy rất là dễ chịu, hòa mình vào trong cái không khí thiên nhiên thì thấy nó rất là bình dân nữa, vui, và mọi người rất là cởi mở với nhau. Đây là một cái dịp để mọi người hội họp, và có thể là những gia đình có một cái dịp vào weekend cùng với con cháu của mình, ông bà cha mẹ, rất là hay. Nếu mà nói với những người trẻ chưa bao giờ đến tham gia cái dòng nhạc này thì cô có thể nói được điều gì? Nếu như mà một người trẻ mà chưa bao giờ tham gia dòng nhạc này thì chắc là Hiền phải mời Fall in Love, có nghĩa là hãy thử một lần và hãy yêu cái dòng nhạc này. Cái nhạc country thì nó có một cái sự sôi động hơn, và cũng có một cái câu chuyện riêng, có thể là tình yêu, có thể là về một cái câu chuyện thơ mộng nào đó giữa một đôi nam nữ. Nhưng mà hơn hết thì nhạc nào cũng là nhạc hết, và nhạc country music thì đương nhiên cũng có những cái hay riêng, mà ở đâu đi chăng nữa thì âm nhạc cũng được yêu thích. Thưa quý vị, văn hóa là ngôn ngữ, văn hóa là âm nhạc, văn hóa là con người. Con người bộc lộ mình qua ngôn ngữ và âm nhạc. Hy vọng những dòng nhạc đồng quê của Mỹ có thể sẽ làm được điều gì đó thay đổi đời sống xung quanh, hay ít nhất là cho những người yêu nhạc đồng quê được hạnh phúc hơn, yêu đời hơn và tự tin hơn, dù đời sống vẫn mang thử thách đến từng ngày. Vũ Nhân, chương trình của đài truyền hình SBTN.